đau nhức xương khớp, đau cổ vai gáy, cong vẹo cột sống là căn bệnh rất phổ biến trong xã hội Việt Nam hiện nay. Hiểu được điều này, Trung tâm điều trị đau của Mỹ American Pain Treatment đã ra đời, mang đến giải pháp chữa trị tốt nhất cho các bệnh nhân bị đau nhức xương khớp hành hạ. Tọa lạc tại địa chỉ 131 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, khu đô thị mới Him Lam, quận 7. American Pain Treatment sử dụng phương pháp chiropractic để điều trị đau nhức cơ xương khớp mà hoàn toàn không dùng đến thuốc hay phẫu thuật. Được thành lập từ năm 2016 bởi bác sĩ chuyên khoa thần kinh cột sống William Collins với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành chiropractic. American Pain Treatment đã tiếp nhận gần 1.000 bệnh nhân tại Việt Nam và các nước từ Mỹ, Úc, Pháp, Anh, Singapore, Hồng Kông. So what we do is we try and identify what's causing the pain, fixing that. And when you fix the cause of your pain, instead of just covering it over with pain medication, you're going to feel a lot better. The pain relief you get is last much longer and hopefully doesn't even return. And as another benefit of our treatment here at APT is that not only will you be feeling pain-free, but also that you're breathing better, sleeping better, better moods, and pretty much all of your body is functioning much better the way it should be. Bác sĩ Bill Collins là tác giả của nhiều cuốn sách về phòng ngừa bệnh và phương pháp điều trị thay thế. Đồng thời, bác sĩ Bill còn là diễn giả quốc tế cho chương trình về sức khỏe cộng đồng, là thành viên danh dự của Liên đoàn Điều trị Xương khớp Thế giới. Với kinh nghiệm và sự tâm huyết của mình, bác sĩ Bill Collins và toàn thể các điều trị viên tại American Pain Treatment luôn mong muốn giúp bệnh nhân quên đi nỗi lo về các cơn đau. American Pain Treatment sẽ đưa ra các liệu trình chính xác và hiệu quả nhất cho từng bệnh nhân, từ đó đem lại nụ cười và sự hạnh phúc cho tất cả mọi người. Hãy đến với American Pain Treatment để nhận được sự tư vấn, đánh giá chính xác các triệu chứng, từ đó xác định và chẩn đoán gốc rễ nguyên nhân bệnh. Địa chỉ 131 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, khu dân cư Him Lam, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 028 2253 6633, 0909 22 1388. American Pain Treatment, trung tâm điều trị đau hàng đầu của Mỹ tại Việt Nam.